Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Clip này chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về 6 cái cách đơn giản để phòng chống bệnh tiểu đường là như thế nào ha. Đầu tiên là gì nè, chúng ta để hiểu được, để xem được cái clip này thì đầu tiên chúng ta phải coi chúng ta có nằm trong cái nhóm yếu tố nguy cơ, chúng ta có mắc bệnh tiểu đường hay không cái đã. Tại vì thực tế mà nói, hiện tại cuộc sống chúng ta quá bận mà, đúng không ạ? Chúng ta chỉ quan tâm tới cái thứ gì mà nó liên quan tới chính chúng ta thôi. Rồi chúng ta coi ba chúng ta có mắc bệnh tiểu đường hay không, mẹ có mắc hay là không, anh em ruột có mắc hay là không, rồi ông bà có bị mắc bệnh tiểu đường hay không, và chúng ta tự đoán ra được xem của chúng ta cái tỷ lệ chúng ta mắc vô bệnh tiểu đường là bao nhiêu. Thì khi mà chúng ta biết rằng chúng ta có cái tỷ lệ đó thì chúng ta hãy quan tâm tới 6 cái bước này, còn nếu không thì chúng ta quan tâm tới các cái bệnh khác. Bởi vì bệnh bây giờ nó nhiều mà, thì chúng ta chỉ có động cơ làm khi mà chúng ta xác định là chúng ta có liên quan thôi, đúng không? Ok, để có thể ảnh hưởng lên cái vấn đề đường đó, nó có 4 cái cơ chế mà chúng ta có thể lưu tâm. Thì thứ nhất, thật ra nó cũng rất là dễ hiểu nè. Thứ nhất là sự sản xuất gluco ở trong cơ thể của chúng ta nhiều hay ít, nó sẽ ảnh hưởng tới đường của chúng ta cao hay thấp. Cái thứ hai đó là sự sản xuất ra insulin. Insulin là một cái hóc môn nội tiết tố để điều chỉnh cái gluco ở trong máu, nhiều hay thấp nó ảnh hưởng tới mức độ đường của chúng ta. Cái thứ ba đó là độ nhạy cảm của cơ thể chúng ta đối với cái nồng độ của gluco ở trong máu. Và cái thứ tư đó là sự điều hòa cái nồng độ insulin ở trong máu. 4 cái yếu tố này nó sẽ tác động để nó quyết định là cái đường của chúng ta ở mức độ nào ha. Ok, cái này thì liên quan tới cơ chế bệnh học thì các bác sĩ sẽ lo, nhưng mà giải thích cho tất cả các anh chị hiểu thôi. Ok, bây giờ ADA có nghĩa là Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, họ đưa ra 6 cái cách đơn giản nhất để phòng chống bệnh tiểu đường. Và tôi nói rất là đơn giản, nếu các anh chị mà thấy mình không có nằm trong cái nhóm mắc bệnh tiểu đường thì thôi khỏi cần coi qua các clip khác, tôi còn nhiều cái để nói với tất cả các anh chị đó. Còn nếu mà chúng ta xác định là chúng ta có cái nguy cơ phần trăm nào đó dính vô tiểu đường thì chúng ta sẽ coi kỹ hết cái phần này ha. Ok, cái thứ nhất đó là kiểm soát trọng lượng. Nó liên quan tới vấn đề BMI. Nếu như BMI của chúng ta cao á thì cái tỷ lệ đó nó chúng ta mắc cao hơn. Và các anh chị biết là nó bao nhiêu lần không? Đó là nếu như chúng ta thừa cân á, cái nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của chúng ta gấp 7 lần so với cái người bình thường. Và đây là một cái tỷ lệ rất cao. Do đó cái vấn đề là khống chế BMI là một điều rất là quan trọng. BMI là gì? Tất cả các anh chị có thể lên trên mạng sạch ha, hoặc là liên hệ với tôi. Cái thứ hai đó là cơ thể nên vận động và di chuyển thường xuyên. Thì nó có vài cái thông tin mà chúng ta lưu ý nè. Nếu như chúng ta ngồi nhiều, nó sẽ làm tăng nguy cơ đề kháng insulin ở trong cơ thể của chúng ta lên. Có nghĩa là chúng ta sản xuất cái insulin, cơ thể nó có insulin, nhưng mà cái insulin đó nó bị đề kháng, nó không làm giảm cái gluco trong máu. Thì khi chúng ta ngồi nhiều, nó có những nghiên cứu để nó cho thấy được cái điều đó. Và nó đó là một cái dạng cơ chế của đái tháo đường tiếp 2 á tất cả các anh chị. Nếu như chúng ta ngồi nhiều trên 2 tiếng đồng hồ không có vận động, tăng nguy cơ tiểu đường của chúng ta lên 20%. Tăng nguy cơ, bản thân chúng ta đã có nguy cơ đúng không, cái tăng cái tỷ lệ nguy cơ đó thêm 20% nữa là cao thưa tất cả các anh chị ha. Nhưng mà nó có một cái bù lại, nếu như mỗi ngày bạn vận động 30 phút đi bộ cũng được giảm nguy cơ mắc đái tháo đường của bản thân xuống 30%. Cái kia tăng lên 20, cái này giảm 30, chúng ta còn lợi 10%. Ok chưa? Vận động 30 phút đi bộ cũng được nha tất cả các anh chị. Rồi, cái thứ ba đó là chúng ta duy trì một chế độ ăn lành mạnh. Chế độ ăn lành mạnh thì nó nhiều lắm, nhưng mà tôi note ra những cái mà cụ thể để tôi với các anh chị cùng làm. Bởi vì chính bản thân tôi cũng là người có nằm trong cái số yếu tố nguy cơ, mẹ tôi bị tiểu đường mà. Ok, giảm chất béo có hại. Giảm chất béo có hại là chất béo ở trong mỡ động vật là có hại ha. Cái chất béo nào mà chúng ta quan sát thấy nó chiên đi chiên lại nhiều lần á thì cái chất béo đó là chất béo có hại. Rồi, cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là bổ sung rau củ hỏa thay cho tinh bột. Ăn nhiều rau củ quả vô thay cho tinh bột. Tinh bột là bánh mì, là cơm, giảm cái lượng đó xuống thay bằng rau củ quả vô. Đó là cái lưu ý thứ hai trong cái vấn đề này. Lưu ý thứ ba, hạn chế ăn thịt đỏ. Thịt đỏ là thịt heo, thịt bò. Tăng cường ăn thịt gia cầm, thịt bằng cá để thay thế cái lượng thịt đỏ. Đó là cái thứ ba mà các anh chị lưu ý nha. Cái thứ tư, ăn đủ 3 bữa trong ngày, sáng, trưa, chiều, nhưng trong mỗi bữa không ăn quá no. Thông thường người ta nói là chúng ta ăn tầm khoảng 70-80% cái lượng no của bụng á, là ok nhất. Đó là ăn 3 ngày, nhưng mà với cái lượng đó là tuyệt vời nhất cho sức khỏe. Tôi dặn thằng con tôi hoài, thằng con tôi nó cũng bị béo phì, tôi chỉ dặn nó dặn phức tạp quá mà khoa học quá thì nó không làm được. Tôi chỉ dặn nó hai cái thôi. Cái thứ nhất, ăn chậm. Mấy cái thằng mà ăn nhiều á, mấy thằng mà béo phì nó ăn rất là nhanh. Thì tôi nói là cái thứ nhất, ăn chậm lại. Cái thứ hai, ăn khoảng 70% so với cái lượng bụng no là được rồi. Và dạng vậy thì nó có thể làm được phần nào ha. Ok, cái thứ ba, cái thứ cuối cùng đó là bỏ nước ngọt.
và đồ uống có như nhiều đường á, bỏ cái đó đi, thì đó là những cái chế độ ăn lành mạnh, nó nói nó sâu xa nhưng mà nó được chi tiết hóa bởi năm cái yếu tố như vậy. Các anh chị nhớ, các anh chị thực hành thì các anh chị sẽ đạt được một trong những cái yếu tố đó. Cái đó là nó là bỏ hút thuốc lá. Hút thuốc lá nó làm đẩy cái nguy cơ bị mắc táo đáy tháo đường lên là 50%. Đó là một cái thống kê được đưa ra ở trong cái báo cáo. Cái thứ tư nó là ngủ đúng giấc đúng giờ. Thì cái tình trạng vậy nè, nếu như chúng ta bị thiếu ngủ làm cho cơ thể của chúng ta bị suy nhược, và nó làm tăng tỷ lệ đề kháng insulin. Và đề kháng insulin là một trong những cơ chế rất quan trọng của đái tháo đường type 2. Là chúng ta phải sử dụng thuốc thì cơ thể chúng ta có insulin, nó sản xuất nhưng mà nó không hấp thu, các cái phụ thể nó không hấp thu, thì chúng ta để cơ thể chúng ta ngủ thiếu ngủ lâu lâu ngày vài tháng á, thì chúng ta bị cái tình trạng đó. Và cái thứ cuối cùng, cái thứ sáu đó là thăm khám sức khỏe tổng quát định kỳ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra những cái chớm hoặc là những cái rối loạn tiền tiểu đường, từ đó chúng ta sẽ được điều chỉnh bởi các cái bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng, nó sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn trong cái việc là chúng ta không phải dính vô mắc bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường nó có một cái không có happy đối với các cái bác sĩ luôn nữa. Tại vì khi mà chẩn đoán anh bị tiểu đường, chị bị tiểu đường, cô bị tiểu đường, bác bị tiểu đường, có nghĩa là gần như suốt đời chúng ta bị bệnh tiểu đường. Thành ra là cái chẩn đoán đó không có thật sự là tuyệt vời khi mà bác sĩ phải nói ra với bệnh nhân. Nếu chúng ta phát hiện ra ở giai đoạn đầu, chúng ta điều chỉnh tốt hơn rất nhiều so với việc chúng ta được bác sĩ nói ok cô bị bệnh tiểu đường ha. Tôi quan điểm một cách rất là rõ ràng như thế này. Các anh chị, trước khi các anh chị thay đổi hành động, các anh chị phải có nhận thức trước cái đã. Các anh chị có kiến thức, các anh chị có nhận thức là các anh chị cần phải làm 6 cái bước này để cho sức khỏe tốt lên. Khi nào chúng ta làm đó là chuyện của hành động. Ok, nhưng mà nhận thức nó mới quan trọng. Còn khi nào tới duyên, tới lúc thì tự nhiên chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng nếu như chúng ta không có nhận thức á, thì gần như là cái cơ hội của chúng ta nó sẽ không có. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai.